Question 28. The State's Fair Employment and Housing Act is also called the A. Rumford Act, B. Holden Act, C. Unruh Act, D. Employment Protection Act. Correct answer is A. Rumford Act. The California Fair Employment and Housing Act, also known as Rumford Act, prohibits discrimination in the sale, rental or financing of housing. Housing Financial Discrimination Act, Holden Act, prohibits discrimination in real estate lending. The Unruh Civil Rights Act covers discrimination in business. The Rumford Act also outlaws advertising housing for sale or rent in discriminatory terms, including ads that imply a preference for a certain group, such as a landlord who indicates he likes to have married couples as tenants. Câu 28. Đạo luật nhà ở và việc làm công bằng của bang còn được gọi là A. Đạo luật Rumford, B. Đạo luật Holden, C. Đạo luật Unruh, D. Đạo luật bảo vệ việc làm. Câu trả lời đúng là đạo luật A. Rumford. Đạo luật việc làm và nhà ở công bằng của California, hay còn gọi là đạo luật Rumford, cấm hành vi phân biệt đối xử trong việc bán, cho thuê hoặc hỗ trợ tài chính nhà ở. Đạo luật phân biệt đối xử về tài chính nhà ở, hay còn gọi là đạo luật Holden, cấm hành vi phân biệt đối xử trong việc cho vay bất động sản. Đạo luật dân quyền Unruh bao gồm hành vi phân biệt đối xử trong kinh doanh. Đạo luật Rumford cũng cấm quảng cáo nhà ở để bán hoặc cho thuê với những điều kiện mang tính phân biệt đối xử, bao gồm cả những quảng cáo ngụ ý ưu tiên một nhóm nhất định, chẳng hạn như chủ nhà cho biết ông ta thích cho các cặp vợ chồng thuê nhà.